Thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn có 84 hộ gia đình, thì có đến 53 hộ gia đình sống trong vùng thiên tai nguy hiểm. Để cấp bách di rời dân ra khỏi các khu vực xung yếu nguy cơ cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ. Hiện nay, việc thi công dự án đang được huyện Yên Sơn đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng, sớm di chuyển người dân đến nơi tái định cư an toàn. Hơn chục ngày qua, công nhân máy móc của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành tập trung thi công liên tục công trình đường bê tông từ trung tâm xã Tiến Bộ đi thôn Ngòi Cái. Công trình có tổng chiều dài hơn 6 km, trong đó giai đoạn 1 của công trình có chiều dài hơn 1 km đã hoàn thành. Giai đoạn 2 đang được triển khai thi công. Với không khí lao động sôi nổi, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành đặt mục tiêu sẽ hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi. Nhà thầu cũng đang tích cực huy động nhân lực, triển khai máy móc để hoàn thành tiến độ có đường cho người dân trước Tết Nguyên đán năm 2024. Ngòi Cái là thôn vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của xã Tiến Bộ. Thôn có 100% hộ dân là người dân tộc Nùng sinh sống. Những năm trước, sống trong vùng xung yếu, mặc dù chưa có thiệt hại về người và của, nhưng hầu hết các hộ đều sống ven suối, gần núi. Ta luy sau nhà cao, nên nguy cơ sau mỗi trận mưa là rất lớn. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 83,2 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như hai khu tái định cư, đường giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước. Theo đó, sẽ di rời 53 hộ dân đến hai khu tái định cư ổn định sản xuất. Trước những khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo quyết liệt Ủy ban nhân dân xã Tiến Bộ phối hợp với ban quản lý dự án và các phòng ban liên quan từng bước tháo gỡ vướng mắc. Nhờ đó đã bàn giao được mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án, phấn đấu sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Đối với Ủy ban nhân dân xã, phối hợp chặt chẽ với lại ban quản lý dự án, rồi là đơn vị thi công, thì như vậy là chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con nhân dân, đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường 6,5 km từ trung tâm lên thôn Ngòi Cái. Thứ hai là giải phóng mặt bằng hai cái khu tái định cư. Thế thì về kết quả thì như vậy là chúng tôi cũng đã tuyên truyền được bà con nhân dân đồng thuận và đã bàn giao mặt bằng như vậy là đúng thời hạn cho đơn vị thi công. Hiện còn thời điểm hiện tại thì như vậy là Ủy ban nhân dân xã chúng tôi sẽ phải phối hợp chặt chẽ với lại ban quản lý dự án hàng ngày phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công song song cùng một lúc phải xây dựng tất cả các hạng mục công trình để đảm bảo như vậy là tiến độ đề ra. Di chuyển đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản là mong muốn từ nhiều năm nay của các hộ dân ở Ngòi Cái, Tiến Bộ. Mong muốn này sẽ sớm trở thành hiện thực khi có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc xã Tiến Bộ.